Kính bạch thầy, cho con hỏi một câu liên quan đến phước báo giữa chủ doanh nghiệp, công ty và người lao động. Mong sư giải đáp. Trường hợp 1, để kịp sản phẩm tới tận tay khách hàng và nguồn có nguồn thu nhập lớn, các doanh nghiệp thường gây sức ép đưa tiêu chuẩn sản lượng cao, bắt người lao động làm việc vượt ngoài khả năng và đưa ra một số luật lệ vô lý. Vậy đối với trường hợp này, nên làm việc vượt ngoài khả năng để tạo công đức hay không ạ? Nhiều khi họ hối thúc tài xế lái xe mà khiến cho người ta gây tai nạn chết người. Cũng chính vì nhiều nỗi khổ đó mà nhiều người nói áp lực cuộc sống, thời gian đâu mà tu học Phật Pháp. Chúng ta có ba cái pháp, tức là lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng, tức là lấy người làm trọng, hay là lấy pháp làm trọng. Sư lấy ví dụ như bây giờ một số cái doanh nghiệp vận tải, họ bắt tài xế là phải chạy nhanh, phải chạy quá tải, giống như là coi như là bị phạt thì họ đóng tiền cho đó. Thì như vậy đó, chúng ta xem xét mình nên lấy cái gì làm trọng. Lấy mình làm trọng có nghĩa là mình thích làm hay không thích làm, cái đó nó nguy hiểm. Lấy đời làm trọng tức là mình lấy cái người chủ doanh nghiệp á, thì họ muốn làm thì họ kêu mình làm, mình chỉ lấy chúng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nó cũng rất nguy hiểm. Lấy pháp làm trọng tức là mình xem á, cái điều đó nó có làm trái với luật hay không, hay cụ thể là nó có tạo ác nghiệp hay không. Ví dụ ha, cái chuyện mà mình làm tăng ca đi thì nó cũng không có cái vấn đề gì, nhưng nếu như một số việc mà mình làm ác á, thì rõ ràng cái đó không nên làm. Tại vì thí dụ như khi mình chạy ẩu thì có nghĩa là mình đang coi thường tánh mạng của người khác, cho nên là mình phải cẩn trọng cái điều đó. Còn nếu như quý vị nói là làm sao để có được phước thì nó có một cái dạng phước, đó chính là sự nhẫn nại. Nhẫn nại là sao? Có nghĩa là khi chủ họ mắng chửi mình, thậm chí họ đánh đập mình, họ bất công với mình lựa chọn nhẫn nại. Mình không phản ứng lại với họ bằng tâm sân. Nhớ nha, nhẫn nại ở đây là nhẫn nại tâm sân của mình, khiến cho tâm sân của mình không sanh khởi. Đó mới là nhẫn nại. Chứ không phải nhẫn nại mà mình nuốt cục tức vô bụng thì nó không phải nhẫn nại. Nó không phải nhẫn nại trong Phật giáo. Nhẫn nại là mình nhẫn làm cho tâm sân không sanh khởi, đó mới gọi là nhẫn nại. Thì cái chuyện mà mình nhẫn nại đó nó đem lại phước báo. Rồi quý vị nói là mình làm thêm rồi mình coi như mình làm phước, mình bố thí cho chủ thì cũng được. Nếu quý vị nghĩ như thế thì cũng được, với điều kiện là mình không có làm ác. Thí dụ như chủ muốn tăng ca, thí dụ một ngày mình lái 10 chuyến, ví dụ như vậy, và chủ cho mình lái 11, 12 chuyến, thì cái 1, 2 chuyến dư ra đó mình không có lấy công mình để cho chủ, thì đó mới là sự bố thí ha. Trường hợp 2, người lao động trình độ yếu kém nên phát sinh ra quá nhiều hàng dư, hàng lỗi gây thiệt hại đến tài sản của chủ doanh nghiệp, mặc dù đã phát huy hết khả năng của mình và không cố ý cũng không mong muốn xảy ra. Trong trường hợp trên thì bên ai là bên nào tạo phước, bên nào tạo nghiệp? Cái chuyện mà mình làm sai, mình làm lỗi á, thì nếu mà nói thì nó do cái, một số là do cái nghiệp quá khứ. Ví dụ như là cái nghiệp uống rượu này,
nó làm cho tâm trí mình không được minh mẫn, đời sau mình làm việc nó hay bị lỗi lắm. Rồi cũng có khi là mình làm việc mình không tập trung, thiếu định, thì nó cũng khiến cho mình hay bị lỗi, hay mình hay bị sơ suất. Thì làm sai thì phải chấp nhận sửa. Sẵn thì sư nhắc này sư mới nhớ là có một số doanh nghiệp á, là cái giai đoạn thực tập sinh á, thậm chí là thực tập sinh không có lương. Nhưng mà thì nhiều người thì họ không có vừa lòng. Nhưng mà có một cái ý kiến như thế này nè, là khi mà nhận anh vào một người mà không có kinh nghiệm á, thì họ phải cắt cử một người để đào tạo người đó. Thì cái lương, thay vì cái lương trả cho anh là họ trả cho cái người đào tạo. Tại vì cái người đào tạo đó, khi họ đào tạo cho anh là họ không có làm việc. Công việc của họ, họ phải bớt qua một bên để họ làm nhận thêm công việc họ đào tạo anh. Thì cái lương anh là trả cho người đào tạo đó. Rồi khi mà nhận anh thì anh sẽ làm sai, mới anh sẽ làm sai. Thì cái lương đó là lẽ ra trả cho anh là để cho những cái sai đó, để giống như là để bồi thường. Cho nên là cái chuyện mà đối với một số trường hợp thì cái chuyện mà gọi là làm thử việc mà không lương thì cái đó có thể hiểu được, tại vì nó đã được chi trả cho những cái khoản khác rồi chứ không phải là doanh nghiệp họ đối xử với mình. Nhưng mà đương nhiên thì cũng có một số doanh nghiệp họ hà tiện thì cái đó cũng có chứ không phải không có. Thì trong trường hợp mà mình yếu kém, mình làm ra lỗi thì mình phải có trách nhiệm bồi thường nha. Làm lỗi mình làm sai mình phải có trách nhiệm bồi thường, và mình muốn khắc phục thì mình chỉ có cách là mình học để mình tăng cái tay nghề của mình lên để mình không có làm lỗi nữa, chứ còn mình làm lỗi mình phải chịu trách nhiệm thôi chứ không có gì hết.